Chị ơi. Ê. Lấy điện thoại dẹp giùm con ơi. Sao anh nè, con bự làm sao nè. Đâu? Kệ, nhỏ xíu rồi sao nhậu được. Từ từ trời mới có đường mưa thứ nhất à. Đi bắt chừng hai đường mưa thôi là cũng đầy cô. Hè quá trời luôn nè. Mẹ nó cục xanh. Chắc cắm đầu quá. Ây da. Mấy cái này thích có cây dứt áo. Ê Quyền, hay mày ra ngoài trời mày lấy đi. Nhỏ nhỏ không nè ta. Quá trời luôn. Đang thanh long nó bự. Ủa? Quyền đâu rồi? Nó bên kia đường bên kia kìa. Đi đường nào dễ bắt? Đi ra ngoài cho nó thuận lợi. Coi chừng đi hai cô hot girl hồi về có một cô á nha. Bà ốc chứ phải bà ớt nha em. Có cái cây, ấy da. Chết tôi rồi. Cái cổ ông tình nhỏ con nhỏ bỏ qua đi nhiều lắm thả nó lại đi mưa này nó xíu rồi con này không có đâu hồi cá. Nó xíu à. Vì sao bấm nút chụp? Chắc được rồi. Đi được không? Mình nấm bự. Ơi, mình cái nấm này có ăn được không? Ăn thử đi. Wow. Trời. Như vậy khỏi đi nó nằm ở dưới đá á. Ngồi thử. Ê, gì mỏi chân. Đi chỗ nào mà rộng rộng đi. Đây, đây. Nhiều nhiều mặt trời luôn.
mình review trước khi mình bắt nó đi. Ăn ăn có mệt không? Hai con này nó đang ấy. Nó đang ấy. Kệ nó đi. Ở dưới đá nhiều lắm. Dưới đá chắc con bự á. Ui. Gì thò lúc dưới luôn hả? Nó nằm dưới đá bắt trên bề mặt không. Nhiều lắm ở dưới đáy á. Đâu nữa đây? Đi đi, anh có đèn mà. Có không? Ốc như bông. Ốc bông và người đẹp. Rồi ở dưới đáy nè. Chết. Anh em nuôi cực khổ chăm sóc, nuôi không đẹp này, bỏ ngoài ruộng thanh long mà nó sống cỡ này. Đi đá nhóc trời mà mọi chúng mấy cái cây dài không thấy tối quá. Ai phải nói không? Một tay luôn rồi. Cá sặc, ổ này ổ cá sặc. Trời ơi, cục đất tưởng con ốc. Thấy rộng rộng vậy nè. Ốc này nè.
chưa bự. Sao chơi đèn tối thui vậy? Đi bắt ốc cùng hai em gái hot girl. Trời ơi, đang chấm cung. Anh dẫn đây nè. Một lần luôn. Đâu? Tâm thò tay mà em sợ quá. Đậm nó cái nó rớt xuống à. Nó chìm vô. Dạ, dài. Dạ, mũi. Sao nước ở đây đen thui vậy? Đi qua bên kia. Đi, đổi mương đi. Thì nó mới nở tí 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 rồi. Tháng sau rồi bành kia rồi. Ở dưới đó, nó chìm ở dưới rồi đó. Cảm giác hơi bị mệt. Ê, hai đứa cười lên nhìn đây anh chụp cho tấm hình. Nè ăn. Đâu xa dữ vậy? Đâu giờ? Đây có mưa không? Có, đi qua là có mưa thôi. Đi qua thăm nông nó nặng. Làm gì đi. Wow. Cái loại cái khúc ấy bự bự chính giữa nè. Nó nhỏ quá. Tháng nữa nó bự. Tháng nữa xuống đây bắt. Ý còn cũng ra mấy con cá nhỏ con bự bắt hết. Ai bắt đâu? Ốc này mới nở thôi mà. Đi kiếm khúc mưa bự bự giống vậy nè. Đi thẳng ốc nước này đi. Dạ. Đó. Dạ nè.
Vô đây chưa được chán. Trời ơi, gặp nhật cái thằng mềm gì đâu mà nó khí quắc vậy trời. Ây da, ây da. Nằm biến quá. Rồi, đi ra cái mương bự đi. Chuyên công đập thanh long rồi sao? Trơn quá. Ui, xinh kìa. Ui. Trơn không? Nhúng chân xuống. Đang tạt lên chưa? Đi qua đây, vòng nữa đi về. Để xô rồi nè. Vỏ ta. Ê dạ. Ở ngay chính giữa này nè. Có một đường. Ủa không, 10 giờ nhiều ghê luôn trời. Mấy con ở dưới lạnh không chết. Tí tẹo. Tí tẹo mà, bỏ nó đi. Nuôi. Từ từ, từ từ, từ đừng nóng. Ôi, mệt quá. Sáng ra ao bắt đi. Đuối rồi đó. Vậy thôi bắt xương thôi. Ngoài hồ sẽ đóng luôn á. Mai ra ao bắt đi. Giờ ra ngoài thứ gì? Thì đó, có vậy là cũng đầy xô rồi đó. Đi. Về đường nào? Đi. Đi. Ây dạ. Ngứa quá. Chỗ này nãy em mới bị lúng nè. Mười giờ nhiều dữ ta. Trời ơi. Ngắm qua lệ rơi. Ủa hai đứa nó bỏ mình nó tấp đường khác ông ơi. Sao mà không đi đây có đường đan luôn nè. Đâu? Đan đâu? Ngứa quá. Thằng đứng đây lên.
đi đây nè. Cái này gọi là còn lý tiết. Nó thấy đây rồi. Dạ. Tức mình. Mày chạy thôi mày. Chết queo. Ôi, vô. Ngứa quá rồi. Ủa sao?